Hello hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ gặp lại các bạn trong chuyên mục review một chiếc SUV mới tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đây là chiếc Lincoln Aviator phiên bản L Black Label, mẫu xe đàn em của Lincoln Aviator L Black Label các bạn nhé. Ngày trước thì mình cũng đã review cho các bạn một chiếc Lincoln Aviator rồi, hôm nay thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn một chiếc khác với nội thất màu nâu rất là đẹp luôn. Hôm trước thì mình có quay cho các bạn chiếc nội thất màu da bò, còn hôm nay sẽ là nội thất màu nâu. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Lincoln Aviator tại thị trường Mỹ cũng như tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nhé. Đây là phiên bản cao cấp nhất rồi. Và đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW X5, Lexus RX hay là Audi Q7 tại thị trường Việt Nam. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá một vòng trước này. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem chiếc Lincoln Aviator này. Xe 3 hàng ghế ngồi với chiều dài tổng thể hơn 5m. Thực sự thì nó ngắn hơn khá là nhiều so với đàn anh của nó là chiếc Lincoln Aviator đang đỗ ngay phía trước kia. Tất cả đều là đời 2020. Tiến đây là mẫu xe đàn em Aviator, còn đàn anh là Navigator, chỉ khác nhau đúng một chữ N thôi các bạn nhé. Đây là phần ngang của xe này, các bạn có thể thấy cái phần mái nó được làm hơi vuốt xuống, hơi vuốt xuống. Nó giống như là X5 và X7 đó các bạn. Đây là đối thủ của X5, còn Navigator sẽ là đối thủ của X7. Đó, thì các bạn đã quan sát một vòng đấy. Thiết kế thì vẫn theo ngôn ngữ chung của Lincoln. Gọi nôm na Lincoln cho nhanh. Đây là cái cụm lưới tản nhiệt rất là quen thuộc luôn, với logo Lincoln gắn ở giữa và có phát sáng các bạn nhé. Các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy nó phát sáng. Phần lưới tản nhiệt này là những cái điểm xuyết bằng những cái chi tiết nhỏ nhỏ với cái bề mặt bên ngoài ốp kim loại này các bạn, ốp kim loại mặt chrome. Đó, nhìn trông khá là ấn tượng, nó khác biệt so với phần còn lại. Phần đầu nhìn khá là hầm hố, phong cách thể thao. Cụm đèn pha này, đèn pha 2 LED. Đèn pha LED này, LED 2 bóng khá là to luôn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn cái quan sát này. Và cái đèn, đây là cái đèn sinh nhan nằm phía dưới, là một cái dải đèn LED đặt khá là đẹp luôn. Đèn định vị của nó là hình cái móc câu. Đó, hình như gì trông rất giống với Jaguar. Và cái đũ cụm đèn pha này nhìn khá là ấn tượng. Đó, quan sát cụm đèn pha này, đèn gầm của xe đặt khá thấp ở dưới đây với 1, 2, 3, 4 cái bóng LED cũng khá là to, đặt ngang với cái hốc hút gió phía dưới trên cản. Đây, cái hốc hút gió phía dưới trên cản đây, nó cũng có khả năng hút gió vào để làm mát cho cái khối động cơ và ngáp ở phía dưới, ngoài cái cụm lưới tản nhiệt to phía trên. Chiếc Lincoln Aviator này thì được trang bị động cơ V6 3.0 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa là 400 mã lực các bạn nhé, 400 mã lực trên một chiếc SUV 3 hàng ghế. Đó, chiều dài tổng thể hơn 5m. Chiếc này thì còn kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Đó, tương tự như Lincoln Navigator, nó được trang bị hộp số 10 cấp luôn, hộp số tự động 10 cấp khá là nhiều. 10 cấp sẽ giúp cho xe trở thành mượt mà, trơn tru hơn khi di chuyển trên đường cao tốc cũng như trên đường phố. Cái khả năng sang số của Lincoln thì mình cảm nhận sau khi trải nghiệm cả Navigator và Aviator thì mình thấy thì nó khá là mượt mà, nó không hề cho cảm giác, gần như là không phát hiện ra được cái sự sang số nó ở thời điểm nào. Phía sau là cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu của Aviator thì mình còn đánh giá nó đẹp hơn cả đàn anh Navigator kia, bởi vì nó được làm thanh mảnh và nhỏ gọn hơn so với đàn anh Navigator. Navigator thì nó làm khá là to bản, còn đây Aviator thì nó cũng có thiết kế nối từ bên này qua bên kia, tuy nhiên nó được làm thanh mảnh hơn bằng cái dải đèn LED đỏ này. Cụm đèn hậu đây, đó là những cái cụm LED 3D nhìn rất là ấn tượng. Camera lùi trong hệ thống camera 360 độ được tích hợp ở đây. Chữ Lincoln thì được gắn ở đây như VinFast Việt Nam luôn. Phiên bản này thì được trang bị đây các bạn thấy hệ thống ống xạ kép đặt đối xứng hai bên luôn các bạn nhé, và nó được làm khá là tinh tế này. Đây các bạn nhìn đây, cái trục đầu ra như kiểu là nó chạy thẳng ra, trên thực tế thì nhà sản xuất lại là một cái ống đi thẳng xuống như này, dẫn thẳng xuống này chứ nó không phà trực tiếp ra. Đó, rất là tinh tế luôn các bạn nhé. Ở đây cũng có một cái viền ốp kim loại mạ chrome. Đó, đây là phần đuôi của chiếc Aviator. Bộ mâm của xe cũng là bộ mâm có kích thước lên đến 22 inch đa chấu giống như đàn anh Navigator. Chiếc này cũng có bộ mâm đa chấu 22 inch luôn các bạn nhé. Nhìn rất là hiện đại và rất là phong cách luôn. Nó khác biệt so với những mẫu xe khác có mặt trên thị trường hiện nay. Lốp là lốp Goodyear. Quan sát phần ngang của xe. Đó,
Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào A, một chút nữa mình còn giới thiệu cái tên xe này, Aviator, nó được gắn tại ngay cột A này. Đó các bạn, gương chiếu hậu với ốp kim loại chrome bên ngoài nhìn rất là sang trọng luôn. Đó, về bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong và khám phá nội thất các bạn nhé. Mình sẽ vào khoang sau trước. Đó, vừa chụp ảnh xong máy ảnh còn đang để đây. Khác biệt như vừa lúc nãy mình nói đấy, chiếc này thì được trang bị ghế da là da màu nâu, giống với đa số rất nhiều những chiếc Navigator khác được đưa về Việt Nam. Chiếc này được bọc ghế da màu nâu, và ngay cả thành cửa cũng được bọc ghế da màu nâu, bọc da màu nâu đấy các bạn. Đó, hệ thống loa, loa với cái màng loa được thiết kế rất đẹp luôn. Các bạn nhìn thực tế mới thấy nó hiệu ứng 3D nhìn rất là ấn tượng luôn. Đây đây, đó, loa high end cực kỳ cao cấp luôn, và da màu nâu nhìn nó cũng có phần nào đó rất là sang chảnh. Hàng ghế sau cũng được trang bị rèm chỉnh cơ. Đó các bạn, rèm chỉnh cơ có thiết kế 6 chỗ ngồi các bạn nhé. Hàng ghế thứ hai trên phiên bản L Black Label này có 2 chỗ ngồi. Đó, hàng ghế thứ hai với 2 chỗ ngồi tách biệt nhau bởi cái cụm điều khiển đây. Cụm điều khiển ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khay để đồ và có sạc ở phía dưới, cổng sạc phía dưới. Trong khi ở đây thì chúng ta có cái mở, đóng mở cái cửa sổ trời các bạn nhé. Đó, rèm này là rèm chỉnh cơ, có một cái khay để đồ ở đây các bạn thể điện thoại, và hai khay để cốc ở vị trí này. Đó là những cái trang bị ở giữa hai ghế ngồi hàng ghế thứ hai trên chiếc Lincoln Aviator. Ghế ngồi thì cũng có được bọc da, đục lỗ thông hơi. Đó, bọc da, đục lỗ thông hơi, được chỉnh cơ các bạn nhé, chỉnh cơ chứ không chưa chỉnh điện. Aviator thì được chỉnh điện, còn đây là chỉnh cơ. Họ mình sẽ vào bên trong để cảm nhận. Đó, khả năng cách âm cũng rất là tuyệt vời, cách âm môi trường rất là tuyệt vời luôn. Như các bạn đã thấy thì xe đang được trưng bày tại MT Auto. Nội thất này các bạn, nội thất cũng được bọc gỗ này, gỗ màu nâu ấy, nhìn nó tông xẹt tông với cái chất liệu da. Đây là ghế ngồi hàng ghế thứ hai, có bệ tì tay cơ động, các bạn có thể gạt lên hoặc hạ xuống. Cơ động tuy nhiên nhìn nó cũng khá là đẹp, to, cái bề tiết diện to và cứng cáp, mềm đấy các bạn nhé, mềm. Có màn hình giải trí ở đây, gắn tại tựa lưng hàng ghế trước, rất là xịn sò luôn. Hai cái màn hình giải trí khá là to, điều chỉnh dạng cảm ứng. Chúng ta cũng có các cái kết nối này, HDMI này, USB này, có cắm thẻ nhớ này, rất nhiều luôn nhá. Có Wi-Fi, có Bluetooth, nói chung là rất nhiều những cái kết nối, giống như những gì mà mình từng trải nghiệm trên chiếc Land Rover SV Autobiography, và một số cái mẫu xe được trang bị cái màn hình sau này. Và cái màn hình trên chiếc Aviator này cũng được thiết kế khá là đẹp. Đấy, các cổng kết nối sẽ được cài đặt đây, chúng ta sẽ tắt đi và bật lên ở bên này. Đó, chào tạm biệt Aviator. Đó, tắt đi, và khi các bạn bật lên thì nó cũng sẽ welcome các bạn. Đó, màn hình, đó là cái màn hình giải trí gắn tại tựa lưng hàng ghế trước. Chúng ta có điều chỉnh ghế ngồi và điều hòa đây, seat, climate, audio và setting. Đây mình sẽ quay gần hơn seat này. Đó các bạn, điều chỉnh này, thông hơi này, nằm sưởi này, làm mát này. Đó, tương tự như ghế bên kia các bạn sẽ điều chỉnh ở đây, rất là hiện đại luôn nhá. Ngoài ra thì cũng có điều chỉnh điều hòa, đó, lượng gió này. Hàng ghế thứ ba cũng được điều chỉnh ở đây luôn. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba, đó, rất hiện đại. Các bạn sẽ điều chỉnh thông qua như này. Tăng giảm lượng gió ở đây, cửa gió điều hòa cho hàng ghế hai nhỏ nhỏ ở đây. Ngoài ra thì cũng đặt ở một số cái vị trí khác ngoài hai cái cửa gió này. Phía dưới chúng ta có một cổng sạc USB và cổng sạc Type-C. Đó, cổng sạc USB, cổng sạc Type-C. Bên này thì có ổ điện 110V và ở chân 3 rắc cắm 3 chân. Đó, 110V và 150W. Đó, 150W, chính xác 150W. Không gian hàng ghế thứ hai thì rất là rộng luôn các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử cái hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba trên chiếc Lincoln Navigator này nó có thoải mái không? Và chiếc này cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện. Đó, cất cái máy ảnh sang bên cái ghế này. Mình sẽ đây, cái vị trí mở cửa của Lincoln Navigator nó cũng rất là đặc biệt. Nó là cái nút bấm đây, các bạn tay nắm vào đây và ấn này rồi đẩy ra. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đây, bây giờ ta sẽ gập cái hàng ghế này, nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn sẽ kích vào đây, đó, hạ xuống, sau đó các bạn trượt cơ lên,
Đó, tuy nhiên là một tay thì hơi khó nhé. Đây mình sẽ quay nhanh cái hàng ghế thứ ba cho các bạn. Đó, đây là cái hàng ghế thứ ba. Đây mình sẽ đẩy cái ghế này lên, sau đó mình sẽ ước vào trải nghiệm. Đó, hàng ghế thứ ba trên Lincoln Aviator với hai cái vị trí ghế ngồi khá là to. Đây, mình sẽ bỏ giày ra và bước lên trên. Wow, để trải nghiệm xem cái không gian này nó có rộng không các bạn nhé. Đây sẽ mình ngồi sang ghế bên này. Wow, hơi kích chân một chút, có lẽ vì phải trượt. Mình đang chỉnh cái ghế hàng ghế thứ hai này, nó trượt xuống hết cỡ thì chân mình sẽ bị kích. Còn khi các bạn trượt nó lên ấy, nó sẽ có nhiều nấc. Đây mình sẽ trượt thử và ngồi thử cho các bạn. Hoàn toàn thực tế luôn. Khi mình trượt lên và mình ngả lên thì mình đã có không gian rồi, chân mình không bị kích nữa rồi. Và cái ghế ngồi hàng ghế sau cũng rất là êm, to bản không như X5. X5 thì cái ghế ngồi của hàng ghế thứ ba này nó rất là nhỏ luôn các bạn nhé. Còn trên chiếc này thì nó rộng hơn rồi, rộng hơn khá là nhiều rồi. Đó, phía sau thì chúng ta cũng có thể giật cái dây này để xe, để cái ghế này nó đẩy về phía trước. Bạn sẽ đẩy cái ghế phía trước. Wow, sàn cũng được bọc màu nâu này các bạn. Đó, rất đẹp luôn nhá. Cái sàn này cũng được bọc vải màu nâu luôn. Ghế thứ ba. Đây, từ đây thì chúng ta có thể quan sát được gần hết cái không gian phía trên này. Rồi, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái khoang cabin. Mình sẽ bước ra bên ngoài và trải nghiệm cái khoang cabin. Lên ghế lái. Đây, vị trí ghế lái. Rất nhiều những trang bị cao cấp. Nhớ 3 vị trí. Chỉnh điện đa hướng này. Đó các bạn. Cũng đóng mở cửa như cái hàng ghế thứ 2. Và những khay để đồ rất lớn, đều được sơn màu nâu, da màu nâu, ốp da, bọc da. Có mở cửa từ vị trí bên trong các bạn này. Không biết nó là mở gì đây. Đây, bấm Lincoln này, logo Lincoln ngay từ đây. Bước ở bên trong để cảm nhận sự mát mẻ. Làm cái đường gió xuống cho nó đỡ ồn. Đây, mình đã có mặt bên trong khoang nội thất của chiếc Lincoln Aviator The Black Label. Đây là chiếc thứ 3 được đưa về Việt Nam với vô lăng tròn vo. Vô lăng tròn vo luôn các bạn ạ. Có cái điều chỉnh giọng nói đây. À, có cái ấy đây, kích hoạt cái chế độ điều khiển vào giọng nói này các bạn. Đó, những cái phím bấm được thiết kế cũng rất là tinh tế, bọc da sờ rất là mềm luôn. Logo Lincoln ở chính giữa, loa ở kênh còi đây. Những cái điều chỉnh như tăng giảm âm lượng này, tăng giảm âm lượng này, giảm âm lượng này, next bài sang bài này, set cruise control này. Đó, các cái điều chỉnh về media bên này, này. Có lẫy chuyển số phía sau vô lăng này. Ở đây thì chúng ta có cài đặt liên quan đến các cái công nghệ hỗ trợ lái này. Đó. Rất nhiều những cái tính năng sẽ được cài đặt xung quanh cái cụm vô lăng này. Vô lăng thì là vô lăng chỉnh điện, lên xuống chỉnh điện. Đó, hiện đại, rất hiện đại luôn, ra vào chỉnh điện. Đây cũng là điều chỉnh đèn ở đây này các bạn, điều chỉnh đèn pha ở đây. Này. Đó, các cái chế độ. Đó, gạt ở đây. Đó các bạn nhìn không? Đó, theo cái đèn này sẽ đến các cái nấc này, 1 2 3 4 cái nấc này. Ngoài ra chúng ta cũng có tăng giảm lượng đèn lên xuống cái mức đèn ở đây này. Đó các bạn nhé. Mở cốp ở đây này. Ở vị trí này thì được bọc ốp gỗ, được ốp gỗ màu nâu rất là đẹp luôn. Trên cái nền ốp gỗ này thì chúng ta sẽ có những cái cụm điều chỉnh. Đây là lượng gió. Wow, tăng cái nó kêu luôn. Các bạn chuyển sang chế độ nào thì đây, các bạn thấy đang làm mát này, đang chế độ làm mát này. Các bạn cũng có thể kích hoạt chế độ sưởi này. Đó. Chuyển sang làm mát thì nó tắt sưởi luôn. Tăng giảm điều hòa, tăng giảm lượng nhiệt độ ở đây. Phía trên là hai vùng độc lập. Các bạn quan sát thì không thấy cần số đâu, bởi vì cần số nó sẽ được chuyển thành những cái phím bấm ở đây, PRND ở đây rồi. Đây chúng ta có hiển thị camera 360 độ. Đó, hiển thị camera 360 độ trên cái màn hình khá là to này.
Đó, các bạn thấy nó đang hiển thị camera 360 độ. Smooth start top engine. Các cái chi tiết ốp gỗ ở đây, ốp gỗ khá là đẹp ở đây. Và chúng ta cũng có bên phụ thì không được trang bị nhiều, ngoài cái trang trí gỗ và nhựa và da cao cấp ở đây. Hệ thống loa này các bạn, loa rất là hiện đại luôn, xịn sò luôn. Đặc biệt là cái ghế ngồi này, mình giới thiệu luôn ghế ngồi của chiếc Aviator này, nó cũng giống đàn anh Navigator. Nó có hai lớp, một lớp khung ở phía sau và một cái lớp đệm phía trước, với các cái thành này, các cái thành này ôm sát lên người lái. Và các bạn cũng có thể điều chỉnh độ bó, độ ôm vào và nở ra của các cái chi tiết đệm này các bạn nhé. Ngay cả cái tựa đầu này cũng thế này, các bạn cũng có thể điều chỉnh để nó nhô ra hoặc là nó thụt vào được. Đó là cái sự hiện đại trên ghế ngồi của chiếc Aviator cũng như Navigator. Nó được thiết kế hai lớp, nhìn đã thấy yêu rồi. Đó các bạn nhé, nhìn đã thấy yêu rồi. Thôi có lẽ là mình review hơi dài rồi. Chiếc này thì mình cũng đã từng giới thiệu cho các bạn rồi. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang cũng như xe mới tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.